Vâng, xin được trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm đến kênh của Phạm Huấn và đã ủng hộ Phạm Huấn về các cái dòng sản phẩm của kênh phân phối. Thì hôm nay tiếp tục cái chương trình chia sẻ các cái dòng sản phẩm cho anh em thợ xây. Hôm nay Phạm Huấn sẽ giới thiệu chi tiết cái dòng sản phẩm về các cái dòng bay để dùng trong xây dựng cũng như là làm vườn thì cũng rất là ok. Thì mời các bạn cùng tham khảo các cái mẫu mã cùng với mình. Mọi nhu cầu về các cái dòng sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của Huấn. Số điện thoại của mình thì trên tấm biển đấy. Các bạn có nhu cầu thì có thể kết bạn Facebook, Zalo hoặc là các bạn ngại nhắn tin thì có thể để lại số điện thoại. Các bạn cứ để lại số điện thoại thì mình sẽ điện thoại trực tiếp tư vấn cho các bạn về các cái dòng sản phẩm mà bên mình hiện đang phân phối rất là tốt trên thị trường và anh em thợ cũng rất là hài lòng và ưa chuộng sử dụng sản phẩm của bên mình. Thì trước tiên là trân trọng gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh em đã ủng hộ. Và mời các bạn cùng theo dõi chi tiết, mình sẽ giới thiệu chi tiết cái mẫu sản phẩm của bên mình. Các bạn là quan sát cái sản phẩm đầu tiên. Đấy, một cái sản phẩm được thiết kế rất là mềm mại, bo đường tròn. Đấy, giống hình một chiếc lá đề đây. Đấy, sản phẩm này thì có chiều dài là của cán này là 16 phân và chiều dài của lưỡi này là 17 phân. Và chiều ngang là 9 phân như các bạn đang quan sát 9 cm. Đấy, đây là một cái bay lá đề. Đấy, được sử dụng 4 đinh tán rất là chắc chắn luôn, đó, không có một tí gợn nào. Phần đầu cán ở phía trong thì được bo bằng đồng rất là chắc chắn. Đấy, xin lỗi các bạn, là bo bằng đồng rất là chắc chắn. Tay nắm thì sử dụng rất là êm ái và nhẹ nhàng. Đấy, cái con lá đề này thì nó cũng có cái ưu điểm đó là rất là mềm mại khi mà sử dụng, không bị ưỡn bay khi mà sử dụng thì chúng ta cảm thấy rất là thoải mái khi sử dụng cái sản phẩm này. Các bạn thì hỏi là bay của bên mình thì làm bằng chất liệu gì thì thưa các bạn là bên mình làm bằng hai chất liệu chính đó là titan, sắt titan tổng hợp và còn lại cái chất liệu thứ hai đó là được làm từ lưỡi cưa. Đấy, thép lưỡi cưa và thép nhíp đấy, cho nên là thép nhíp ô tô, cho nên là sản phẩm chúng ta sử dụng rất là bền. Đấy, chúng ta quăng quật rồi chặt gạch các thứ thoải mái. Đấy, hệ thống đóng chuôi này thì bên mình sử dụng là hoàn toàn bằng máy hết, cho nên là cái áp lực mà vào nó rất là chặt. Đấy, chúng ta có sử dụng đến mòn cả cái bay này nhưng mà cũng không bị long chuôi, đó là cái ưu điểm. Và khi mà chúng ta sử dụng cái bay thì nó rất là mềm mại. Đây là cái bay tô. Đấy, cái chiều dài của nó cũng là khoảng 17 phân, chiều ngang khoảng 9 phân và chiều dài của cán là khoảng 16 cm. Đấy, thì các bạn quan sát một cái sản phẩm cực kỳ là chi tiết và tỉ mỉ, rất là đẹp và hoàn hảo luôn. Đấy, các bạn quan sát đây. Đó. Đây là cái con bay tô các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu thì cứ theo tên mình đây. Đấy. Cái sản phẩm thứ ba đó là một cái bay A1 đây, các bạn quan sát. Đấy, bay A1 đây. Và bay này thì được thiết kế là bo nhôm ở đầu phía trong của cán. Còn phía ngoài thì được thiết kế bo bằng cao su rất là mềm mại và nhẹ nhàng. Đấy. Bay này thì chúng ta sử dụng cho xây rất là tốt luôn, chặt gạch, chặt nhíp vô tư. Đấy, tiếp theo là một cái bay vuông đây. Bay vuông này thì rất là chắc chắn, đấy, rất là chắc và nặng thì anh em xây mà gõ gạch cái thứ, chúng ta gõ gạch rất là ok luôn đó. Và cái đầu của nó thì cũng vẫn là một đầu bọc đồng và một đầu bọc cao su, đấy, nó rất là tiện lợi, sử dụng êm tay và chắc chắn. Tiếp theo là cái sản phẩm rất là hot trên thị trường đó là bay sử dụng chất liệu titan đó. Thì nếu mà các bạn chưa hiểu về titan thì có thể tìm hiểu ở trên Google hoặc trên mạng thì sẽ biết được cái độ tốt của cái chất liệu này nó như thế nào. Đó, và bay của bên mình thì đều là hàng công ty hết, hàng chính hãng, cho nên là nguyên cái cán này đã được khắc chữ bằng laser điện đó, khắc chìm. Đấy, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Đấy, Dương Minh. Đấy, công ty Dương Minh. Thì các bạn quan sát đây, phần bay rất là hoàn thiện tốt. Tiếp theo là cái bay đế vàng. Đấy, con này thì chúng ta sử dụng đa di năng, có thể là vừa xây cũng được mà
Đấy, anh em làm chat mặt phẳng cũng rất là ok đó. Còn đế vàng này thì nó là một trong những cái dòng gọi là dòng cao cấp của bên mình. Đấy, thì cái sản phẩm nó sẽ nhỉnh hơn một chút, thế nhưng đổi lại thì cái chất lượng của nó thì tương đối là tốt các bạn nhé. Đấy, tiếp theo nữa là cái con bay bằng răng cưa đây. Đấy, sử dụng chất liệu là bằng lưỡi cưa. Đấy, và cắt hình răng cưa như này. Con này thì nó có các cái quay cái hướng đó là về bên phải và bên trái đây. Đấy. Thì anh em mình người nào thuận tay nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái tay bên đó để làm cái sản phẩm này. Đó rất là tiện cho anh em. Cả thuận tay trái và tay phải thì đều có sản phẩm cho mình sử dụng rất là tốt. Đó, và các bạn có nhu cầu về dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn. Số điện thoại trên tấm biển đây 0936 863 268 để được tư vấn. Hoặc là các bạn cứ để lại số điện thoại thì bên mình sẽ có nhân viên trực tiếp điện để tư vấn cho các bạn về các cái dòng sản phẩm này. Đó, thì đây là những cái dòng sản phẩm thực tế rất là chất lượng để phục vụ anh em thợ xây. Thì cũng trân trọng cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của Phạm Huấn cũng như là mua hàng của bên mình. Thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, chúc anh em một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Đấy, một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký để chia sẻ ủng hộ cho kênh. Rồi, xin chào các bạn.